chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và như anh có thể thấy thì ở đây ngoài hai chiếc laptop và review ra thì chúng ta có rất là nhiều phần quà. Anh em có biết là phần quà của cái gì không? Chắc chắn là phần quà của giveaway lần này rồi. Và để ăn mừng Noel cũng như là việc mà Laptop AZ đạt được 3.000 sub, chúng mình quyết định sẽ đem đến cho anh em một vài phần quà. Và như vài hôm trước chúng mình có đăng ở trên tab cộng đồng rằng anh em muốn gì, thì chúng mình ban đầu thì chúng mình định tặng anh em một chiếc HP Omen bản 2020. Wow. Tuy nhiên thì lướt các comment thì chả thấy rằng là có ai đòi HP Omen hay là đòi laptop cả. Chính vì vậy là thể theo nguyện vọng mà muốn nhiều SSD và muốn nhiều RAM của anh em, thì hôm nay ngay trong livestream này, bỏ qua mức giá 600.000 đồng, mình sẽ lên ngay cho anh em con hàng bàn phím cơ EK387 của hãng Idra cho bạn đặt được giải nhất. Và đây là Red Switch anh em nhá. Ngoài ra thì lên con hàng thứ hai, bỏ qua mức giá 400.000 thì bọn mình sẽ tặng cho anh em là tai nghe EH469 của DU, rất là nổi tiếng, RGB các kiểu mình chọn đấy. Thứ ba là giải chiếc chuột quốc dân DU M98 RGB các kiểu đi kèm với cả chiếc tai nghe này luôn. Và cuối cùng, đó chính là 5 bộ cân màu. 5 bộ. 5 suất cân màu màn hình miễn phí tại showroom của Laptop AZ. Quà thì khá là ít nhưng mà anh em yên tâm, chắc chắn sẽ có người trúng thôi. Và thể lệ chương trình giveaway này sẽ như sau nhỉ? Vẫn như lần trước sẽ là anh em ở xuống dưới comment 3 số ngẫu nhiên thôi. Và các bạn chỉ cần chờ đến kết quả sổ số liên tiếp miền Bắc của ngày 24 là ngày Noel. Và mình sẽ công bố cái kết quả dựa trên những người trúng thưởng ở những số hỏi đáp tiếp theo, cụ thể là số hỏi đáp thứ 17. Và ok, vậy thì chúng ta đến với cả chuyên mục chính ngày hôm nay, vẫn là hỏi đáp cùng Laptop AZ. Rồi, nếu anh em không trúng thì bọn mình sẽ được dùng thôi. Ok, vậy thì câu hỏi đầu tiên của bạn Ngọc Nguyễn. Cho em hỏi là G512 i5 đời 10 cùng GTX 1650 Ti là AutoCAD, SAP, SolidWorks và game LL trong 4-5 năm nữa ổn không? G512 thì là một con máy rất là mạnh rồi, hiệu năng rất là cao rồi. Chính vì vậy là để phục vụ các cái vấn đề học tập và giải trí của bạn trong khoảng 4-5 năm nữa là thừa đủ luôn. Rất là ổn, rất là phù hợp luôn. Và nếu các bạn nào mà muốn ra trường mà muốn có chiếc máy ổn định thì mình nghĩ là anh em mua máy trạng thì sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà học đại học thôi thì chúng ta có G512 là sử dụng ok rồi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2 của bạn Toàn, Đức Lại Toàn. Anh ơi cho em hỏi Nitro 5 2020 bản i5 10300H cùng 1650 để dùng lâu dài được không? Trong khoảng bao nhiêu năm nữa ạ? Em cảm ơn. Ở đây thì bạn Đức Toàn lại không nói cho chúng mình rằng là bạn chủ yếu sử dụng cho công việc gì, nên cũng khá là khó để trả lời câu hỏi này. Nếu như là bạn chỉ dùng bình thường, sử dụng các cái tác vụ như là nhu cầu làm đồ họa hoặc là game nặng khá thôi, thì hoàn toàn có thể sử dụng được 4-5 năm. Ví dụ như là ở chiếc G512 mà ở câu hỏi 1 mà chúng mình vừa trả lời trên kia, có thể dùng được khoảng 4-5 năm đấy. Ok, câu hỏi thứ 3 của bạn Tân Ký. Cho em hỏi là MSI GF63 Thin 10SCH còn tốt không ạ? Trong tầm 20 triệu thì có là tốt không? MSI GF63 thì sẽ có một cái đặc điểm rất là tốt, đó chính là mỏng nhẹ này và di động. Sẽ phù hợp với những bạn nào mà ưa di động hoặc là yêu cầu một chiếc máy mỏng nhẹ. Ở trong tầm tiền khoảng 20 triệu thì chúng ta có một vài những mẫu laptop khác có hiệu, mặc dù là không mỏng nhẹ như là GF63 nhưng mà sẽ có hiệu năng tốt hơn, nhỉnh hơn một chút. Đó chính là chúng ta sẽ có Nitro 5 này, có TUF A15 và có cả IdeaPad Gaming 3 nữa, cũng đều là những lựa chọn rất là tốt trong tầm giá này. Đến với câu hỏi thứ tư của bạn Quốc NK, cho em hỏi là em muốn mua Acer TUF A15 Ryzen 7 1660 Ti, nhưng mà nhiều người test game thì sẽ mua máy này đều trên 92 độ. Không biết là em có nên mua không ạ? Em thấy là khá ưng nhưng mà lại sợ nóng. Thực ra là ở đây thì nếu như bạn để mode turbo của máy thì máy sẽ hoạt động ở hiệu năng cao nhất và nhiệt độ nó thường là sẽ có thể lên đến trên 90 độ. Chính vì vậy là nếu như bạn muốn chiếc máy này hoạt động mát hơn, nhẹ nhàng hơn thì hoàn toàn có thể chuyển về các chế độ mà hiệu năng thấp hơn một chút thì sẽ cho chiếc máy của bạn hoạt động nhiệt độ thấp hơn. Cụ thể là chế độ performance hẳn nhá, còn chế độ turbo là để giúp cho máy đạt hiệu năng cao nhất nên là việc nóng sẽ là bình thường. Câu hỏi thứ 5, Trường Nguyễn, anh cho em hỏi 25-30 triệu mua lắp là tốt ạ? Em chơi game nhẹ, có nhu cầu cốt chỉnh ảnh trung bình, vấn đề là cần mạng tốt một chút. 25-30 triệu mà nhu cầu là chỉ có chơi game nhẹ thôi mà cốt hoặc chỉnh ảnh nữa thì bạn có rất là nhiều những lựa chọn luôn. Tiêu biểu ở đây thì chúng ta sẽ có Legion 5 bản Ryzen 7 1660 Ti với mức giá là chỉ 27.890.000 đồng thôi. Ngoài ra chúng ta còn có cả HP Omen bản AMD sẽ có giá khoảng 29 hoặc là 30 triệu này.
Ngoài ra trong tầm giá này chúng ta còn có cả MSI GL65, hoặc là bạn thích mỏng nhẹ, thích sự di động thì hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc G14, cũng đều là những chiếc máy rất là tốt trong tầm giá này. Bản thân mình sẽ chọn G14 bởi vì mình thích di động, thích mỏng nhẹ. À, và những chiếc máy này thì đều là có màn hình có độ phủ màu cao, có độ sai màu thấp, rất là phù hợp với những bạn mà muốn học đồ họa chỉnh sửa ảnh trung bình như bạn. Còn với mình là một người thích chơi game hơn, mình thích chơi hơn là mình làm, thì mình thấy Legend 5 bảng 144 sẽ là cái lựa chọn của mình nhá. Ok, câu hỏi thứ 6 của bạn Đạt Trần. Cho em hỏi là học công nghệ thông tin thì trong tầm giá 10 đến 13 triệu để có máy nào, laptop nào vừa học vừa chơi được? Những game như là FIFA, CS:GO hay GTA 5 không ạ? Câu hỏi này thì hơi khó một chút, tại vì là nếu như mà ở trong tầm giá 10 đến 13 triệu để học thì chúng ta nên lựa chọn những chiếc máy ultrabook. Còn nếu như mà để chơi những game như kiểu FIFA, CS:GO và để muốn mượt mà thì phải lựa chọn những mẫu gaming. Và ở đây thì sẽ có hơi ít lựa chọn một tí. Bạn có thể lựa chọn ở đây là Dell 7557 thì sẽ là một lựa chọn mà nó vừa cân bằng giữa việc là vừa học vừa chơi trong tầm giá 13 triệu đồng thôi. Câu hỏi thứ 7 của bạn Ken Kuhn. Mã AZ300 xài sao ấy bạn, với mấy con đang giảm giá như là Q107EQ có tiếp tục giải mã giảm giá để giảm tiếp không? Với câu trả lời này thì mình sẽ trả lời cho bạn là bạn chỉ cần mua hàng và đọc mã giảm giá nếu bạn mua hàng trực tiếp. Còn nếu bạn đặt online thì bạn sẽ để ở phần ghi chú đơn hàng là mã giảm giá AZ300. Còn nếu bạn đặt online nhưng mà bạn chưa có điền mã thì bạn có thể gọi qua hotline 0985002468 và bạn bảo là bạn xem qua YouTube hoặc là bảo là có mã giảm giá AZ300 ấy thì sẽ được giảm giá trực tiếp ngay. Ok, và Q407EQ là mẫu máy đang được giảm giá rất là tốt tại điểm hiện tại. Nhưng nhá, chỉ dành riêng cho anh em xem trên YouTube thôi, có mã giảm giá AZ300 vẫn được giảm 300.000 bình thường, được áp dụng với tất cả các máy mà. Ok, hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ sáng ngay cho em mình là một con Q407EQ. Câu thứ 8 của bạn Anna Stewart. Add cho em hỏi RX 5300M với cả RTX 1650 thì còn nào ngon hơn? Đây là một câu hỏi mà cũng khá là nhiều anh em quan tâm đấy. Là giữa một cái card đồ họa của AMD và một card đồ họa của Nvidia mà nó cùng tầm giá như thế này. Và ban đầu ấy thì là khi mà AMD chưa có update những cái BIOS, những cái driver thì RX 5300M nó có vẻ hơi yếu hay là hơi lag hơn một tí so với cả RTX 1650. Nhưng mà tuy nhiên thì qua một khoảng thời gian khi mà AMD đã update driver cho RX 5300M thì đây hoàn toàn là một chiếc card đồ họa mà mạnh vượt trội hơn so với cả 1650, thậm chí là còn mạnh hơn cả RTX 1650 Ti cơ. Ok, vậy thì câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 9 của bạn Trần Hải. Ad cho hỏi CPU Intel nóng hơn AMD đúng không? Vậy thì tại sao các laptop phiên bản Intel lúc nào cũng đắt hơn AMD? Và hiện tại có một số app đồ họa còn đã tích hợp cho AMD rồi cơ mà. Đúng rồi đấy. Và lý do thì bởi vì là khi mà các hãng lắp ráp laptop ấy thì người ta sẽ mua CPU của AMD và Intel đúng không? Thì Intel bán ra CPU nó đã đắt hơn so với cả AMD rồi. Thường thì cũng chả ai muốn bán laptop đắt đâu, bởi vì là nguồn nhập vào nó đã đắt hơn rồi. Chính vì vậy thành phẩm bán ra nó sẽ phải đắt hơn thôi. Và cũng đúng như là bạn đã nói, thì hiện tại đã có rất là nhiều những app đồ họa tích hợp và tối ưu hóa để cho việc sử dụng trên chip AMD rồi. Ở đây thì là chúng mình đã có một video so sánh ở trên Adobe Premiere 14.6 ở trên ngay kênh này, mình sẽ để link ở đây nhé để anh em tham khảo. Và ngoài ra còn một điểm nữa là ngoài cái việc là mức giá của AMD cấp cho những nhà sản xuất nữa thì còn một vấn đề là AMD sản xuất chip trên laptop tương đối là dư giả, còn nhưng mà trên desktop thì họ lại khá là khan hàng. Đấy, chắc là họ bây giờ thích laptop hơn là desktop chăng? Nữa là một cái câu băn khoăn của Duy. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 10 của bạn Đức Thịnh Dương. Hai anh ơi, cho em hỏi trong tầm 20 triệu laptop vừa học đồ họa vừa chơi game thì nên chọn chiếc nào? Ở đây thì bạn cũng không nói rõ là đồ họa của bạn là đồ họa gì. Với việc là ở đây nếu như mà bạn chơi game nhiều và ít học, học ít thì chúng ta sẽ có là Evo Gaming 15 rất là đẹp này, mỏng nhẹ này mà cấu hình ngon trong tầm giá nữa. Ngoài ra nếu như mà bạn học nhiều mà chơi game ít, chúng ta sẽ có ThinkPad T190S này, hoặc là ZenBook i407EQ thì đều là những chiếc máy mà có thể vừa chơi game được một chút và nó cũng vừa mỏng nhẹ, vừa đủ để học đồ họa luôn. Còn nếu như là bạn học chuyên sâu về đồ họa kỹ thuật thì chúng ta hãy sắm cho mình một chiếc máy chạm, ví dụ như kiểu là Dell 5510 hoặc là Dell 7510 hoặc là ZenBook Studio G3 thì cũng đều là những chiếc máy hoàn toàn phù hợp. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11 của bạn Anh Nguyễn Hải. Cho em hỏi là RGM 12 với cả G531 thì chênh lệch nhau nhiều về hiệu năng không? Với cả GTX 1650 và 1060 thì cạc nào tốt hơn? Đối với câu hỏi của bạn thì chúng mình cũng đã có video so sánh chi tiết hai em này.
hiệu năng của hai chiếc máy này thì cũng không quá là chênh lệch đâu, bởi vì là Intel thế hệ thứ 10 và thế hệ thứ 9 nó cũng không khác nhau quá nhiều. Và ở đây chỉ có khác nhau nhiều nhất đấy là G512 chúng ta sẽ có được trang bị kem kim loại lọc để tản nhiệt, và nó sẽ có một hiệu năng về tản nhiệt tốt hơn so với cả G531. Tiếp theo, ở câu hỏi là GTX 1650 và GTX 1060 6GB thì càng nào tốt hơn? Thì với việc là 1650 nó sẽ kém hơn so với cả 1060 khoảng 20% đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12 của bạn Gaming Boy Devil. Cho em hỏi là Redmi Book 16 thì có nên mua không ạ? Redmi Book 16 thì cũng là một con hàng mà rất là nhiều anh em quan tâm. Ở đây nếu như mà bạn mua những trang bị của máy, ví dụ như là màn đẹp này, thiết kế tốt thì rất là nên lấy, bởi vì đây là một con hàng rất là tốt luôn. Nhưng mà cái việc bảo hành nó sẽ hơi khó khăn một chút, bởi vì Redmi Book 16 hiện nay trên thị trường chủ yếu nó sẽ là hàng xách tay này, và chúng ta sẽ không có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam đâu. Ok, thế nên là cái việc bảo hành sẽ hơi khó khăn một chút, mặc dù thì máy cũng rất là tốt trong tầm tiền đấy, màn đẹp, thiết kế đẹp. Câu 13 của bạn Jump Game cho em hỏi tí là dùng G512 nhưng nếu mình cắm lên màn hình thứ hai thì hiệu năng sẽ ảnh hưởng như nào ạ? G512 cái này thì mình lại không dùng nhiều lắm. Duy trả lời của bạn đấy. Thế câu hỏi này thì việc cắm lên màn hình rời thậm chí còn giúp cho hiệu năng còn được cải thiện, vì cặp đồ họa onboard này lúc này sẽ được tắt đi và sử dụng cả mỗi cả VGA mình dùng hoài ấy. Thế này hiệu năng sẽ được cải thiện thêm một chút chứ không hề bị giảm hiệu năng đi bạn nhá, nên là không phải lo, cắm ra màn hình ngoài sử dụng thoải mái. Câu hỏi 14 của bạn Dương Thanh Minh. Happy Omen và Happy Omen AMD Ryzen 5 4600HS cùng với cả 1660Ti thì có stream game được không? Vô tư bạn ơi, Omen 15 chúng ta có webcam này, lại còn CPU 6 nhân 12 luồng chạy phà luôn, rất vô tư để stream game. Và 1660Ti thì bây giờ chơi game thoải mái, dư sức để bạn có thể stream mọi tựa game hiện nay rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 15 của bạn Phan Khánh. Cho em hỏi là G512 bản i5 10300H dùng được trên 5 năm không? Ở đây bạn cũng không nói rõ nhu cầu của bản thân bạn là sử dụng để làm gì. Nhưng mà nếu như mà để làm việc cơ bản hoặc là đồ họa chơi game nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể đủ được trên 5 năm. Bởi vì là chip i5-10300H thì cũng là một con chip rất là mạnh rồi. Tuy nhiên nếu như mà để cho thoải mái nhất, lâu dài nhất thì bạn có thể sắm lên chip i7. Tại vì là cũng không thể thấy CPU nên là nếu mà các bạn đầu tư lên hẳn i7 cho nó an tâm nhất nếu mà dùng lâu dài. Ok, và đó là câu hỏi 15 và cũng đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Và nếu các bạn nào có những câu hỏi, những băn khoăn gì có thể để dưới phần bình luận của phần mô tả. Hy vọng là hôm nay phần bình luận sẽ có nhiều câu hỏi chứ thay vì là 3 con số ngẫu nhiên. Và hy vọng là các bạn sẽ trúng quà giveaway ăn ngừng là 3.000 sắp. Và nếu anh em tiếp tục subscribe và ủng hộ cho kênh lên 4.000 đến 5.000 sắp thì bọn mình sẽ tiếp tục làm giveaway to hơn nữa, có thể là một chiếc HP Omen chẳng hạn. Ok, vậy thì hy vọng là qua video hỏi đáp và giveaway này thì anh em sẽ có thêm những thông tin hữu ích. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel Lotto Z nếu bạn thấy video này hữu ích nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video giveaway tiếp theo. Và nếu các bạn nào đang muốn tham khảo mẫu HP Spectre X360 hoặc là mẫu Ideapad S510 có thể tham khảo tại cửa Lotto Z cùng mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Tạm biệt.